quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, vết nứt lớn kéo dài trên ngọn đồi cao thuộc xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng khiến người dân bất an vì nguy cơ sạt lở đất, nhất là vào thời điểm có mưa lớn diễn ra liên tục như hiện nay. Ngày 23 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường vết nứt thành rãnh sâu chia đôi quả đồi ở thôn 4, xã Lộc Tân. Theo ghi nhận, trên ngọn đồi có vết nứt rộng khoảng 1,5m, chạy dài hàng trăm mét từ đỉnh xuống chân đồi. Quanh khu vực có vài điểm sạt lở nhỏ, nhiều tảng đá mồ côi nặng hàng chục tấn nằm chênh vênh, nguy cơ đổ xuống bên dưới khu vực xóm cốc bất cứ lúc nào. Ông Đặng Văn Hân ở thôn 4 xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, xóm cốc có khoảng 20 hộ dân sinh sống. Hàng ngày, khu vực này còn có rất nhiều người đến thu hoạch chè và đi lại trên con đường dưới chân đồi. Khi phát hiện quả đồi bị xẻ rãnh sâu, người dân thấp thỏm lo lắng, nguy cơ sạt lở, nguy hiểm tính mạng. Tại hiện trường, nhiều vách ta luy sát đường, nhiều tảng đá mồ côi lớn hàng chục tấn sạt xuống, kéo theo sạt lở đất gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông ngang qua. Ngoài ra, trên tuyến đường ở Buôn Ba Kẻ, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo và thực hiện các biện pháp đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra. Trong khi đó, tại tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài sau bão số 3, số 4 đã làm đất đá phần mái dốc ta luy chân núi Pha Kham tiếp tục bị sạt lở với chiều dài khoảng 60m, chiều cao hơn 20m. Làm vùi lấp sập đổ hoàn toàn khu nhà vệ sinh bể nước và tràn vào khu vực sân của trường trung học cơ sở Sơn Hà. Đất đá còn tràn xuống đến tường phía sau nhà văn hóa trong khuôn viên công sở xã Sơn Hà. Phần mái dốc và ta luy chân núi Pha Kham phía sau cụm công trình trường mầm non Sơn Hà, trường tiểu học Sơn Hà, trường trung học cơ sở Sơn Hà, công sở và nhà văn hóa xã Sơn Hà còn xuất hiện các vết nứt, khối đá mồ côi, tảng lăn. Trước diễn biến bất thường phức tạp của thời tiết, nguy cơ tiếp tục sạt lở tại khu vực núi Pha Kham, bản Hạ, xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn là rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của hơn 600 người, công trình, tài sản của nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở núi Pha Kham, giao Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Đồng thời, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, khoanh vùng, lập rào chắn, cử người canh gác 24/24 giờ tại khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở, không để người phương tiện đi vào các khu vực nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là di dời người dân khi có tình huống xảy ra, gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. Chiều 22 tháng 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện gửi Bộ, Ban ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Thuận để chủ động ứng phó với cơn bão Trà My khi vào Biển Đông. Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Trà My. Dự báo đến chiều 24 tháng 10, bão đi vào Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 10, bão mạnh lên cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 15 đến 20 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Trà My, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển, từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Đồng thời quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Các bộ, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó.
Chiều ngày 22 tháng 10, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra những nhận định ban đầu về diễn biến cơn bão có tên quốc tế Chami. Theo đó, đến 13 giờ, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h. Dự báo khoảng ngày 24 tháng 10, bão Chami di chuyển vào biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong mùa mưa bão năm nay. Ông Tuấn cho hay, sau khi vào Biển Đông, bão khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây và cường độ tiếp tục mạnh lên. Ông Tuấn thông tin, theo nhận định ban đầu, khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa, bão đạt cấp 12, giật đến cấp 15 và tiếp tục hướng về phía bờ biển các tỉnh Trung Bộ. Ông Tuấn cũng cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão này, ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, trên khu vực các tỉnh Trung Bộ khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Đây là thông tin ban đầu nhận định về cơn bão Chami. Do diễn biến của bão cuối mùa diễn biến phức tạp, nên người dân cần cập nhật thường xuyên thông tin từ các bản tin của Trung tâm. Trước đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là bão Chami. Đến 13 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão Chami ở trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, cường độ tiếp tục mạnh thêm. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7, từ sáng ngày 24 tháng 10 tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6-8 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền, bao gồm cả tàu du lịch đang hoạt động trên biển, biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Các tỉnh thành phố trên triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chủ động di rời sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ cháy xưởng sơn rộng gần 2.000 m2 ở huyện Hóc Môn làm thiêu rụi nhiều tài sản. Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10, người dân sinh sống trên đường Xuân Thới Thượng 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện lửa bốc lên tại xưởng sơn trong khu vực này nên hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân hốt hoảng di tản ra khu vực an toàn. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Hóc Môn điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Cảnh sát kéo vòi rồng tiếp cận nguồn lửa. Do xưởng chứa nhiều hóa chất dễ cháy nên công tác dập lửa ban đầu gặp khó khăn, lính cứu hỏa phải chống cháy lan sang khu dân cư. Hơn 3 giờ sau, đám cháy được khống chế. Anh Văn Hoàng, một người dân gần hiện trường cho hay, lửa cháy phừng phực và mùi hóa chất nồng nặc nên ai cũng bịt kín mũi. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, rất may vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra thống kê. Trong khi đó, tại tỉnh Hải Dương cũng xảy ra một vụ cháy nhà xưởng chứa phế liệu rộng hàng nghìn mét vuông. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20 giờ 8 phút tối ngày 21 tháng 10 tại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thành Phát TNT. Địa chỉ tại thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Đây là khu nhà xưởng do công ty thuê lại của dự án gia công hàng may mặc, mua bán hàng nông sản và dịch vụ thương mại tổng hợp. Chủ dự án là ông Trần Văn Vĩnh, sinh năm 1960, đăng ký tại xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Ngọn lửa bùng phát từ dãy nhà xưởng chứa phế liệu. Khi phát hiện cháy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng, máy móc, phương tiện dập lửa. Tuy nhiên, do nhà xưởng chứa nhiều phế liệu cùng với thời tiết hanh khô khiến ngọn lửa bùng phát mạnh,
cháy lan sang dãy nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp Tân Cường Phong sản xuất các sản phẩm thớt nhựa ở bên cạnh. Sau khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Kim Thành, Công an xã Ngũ Phúc và các lực lượng chức năng của địa phương khẩn trương khoanh vùng, khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 22 tháng 10, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa và dập tắt đám cháy. Vụ cháy khiến khoảng 10.000 m2 kho xưởng và các nguyên liệu máy móc thiết bị của hai doanh nghiệp bị cháy rụi, đổ sập hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Được biết trước đó công ty Thành Phát đã bị các cơ quan chức năng huyện Kim Thành xử phạt do không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.